thiên đại lục, võ giả hấp thu thiên địa đất trời, trong cơ thể mỗi người đều sẽ cảm nhận được mầm giống khí hồn khi thức tỉnh. Vạn năm trước, quyết chiến xảy ra ở Vô Vọng Sơn, kiếm hoàng bại trong tay Đao Tổ. Kiếm tu trên thế gian không được phép tồn tại, trọn đời không được phản lại hắn. Rồi Đao Tổ lấy lại đao hồn vi tôn, thiên hạ ai có kiếm hồn đều bị giết sạch. Cảnh báo thế nhân không được phép tu kiếm, vạn năm về sau, Đao Tổ băng diệt kiếm hồn võ giả mới có thể phục hưng. Vẫn như cũ địa vị đê tiện là kiếm hồn. Trăng thanh gió mát, có hai người ngồi trên mái nhà luyện công. Mộng Giao, để ta truyền thụ cho muội hô hấp thổ nạp pháp, khí hồn trong cơ thể muội đêm nay liền có thể đạt tới trạng thái sung mãn. Ngày mai là ngày thức tỉnh khí hồn, đến lúc đó muội có thể thức tỉnh khí hồn của mình. Mục Ca, phương pháp thổ nạp pháp khí hồn của huynh thật lợi hại, khí hồn trong cơ thể muội so với thường ngày sung mãn hơn nhiều. Không biết muội ngày mai thức tỉnh khí hồn dạng gì nữa, hay Mục Ca xem giúp muội nhé. Thiên Đạo Quyền, ra giúp ta một chút, mau xem giúp ta Mộc Giao có thể thức tỉnh khí hồn thuộc dạng gì. Chỉ có Sở Mục mới nhìn thấy. Hừm, ta trên thế gian cái gì cũng biết vậy mà ngươi bảo ta tìm sự nhàm chán vậy sao? Thôi nào, giúp ta chút đi, ta đang tán gái mà, đừng để ta mất mặt chứ. Được rồi, miễn cưỡng có thể thức tỉnh phủ hồn tứ tinh hoặc đao hồn, ở trong tòa thành nhỏ như vậy cũng coi như cực hạn. Căn cứ theo khí hồn trên bảng bài danh, từ mạnh đến yếu theo thứ tự sắp xếp, đạo, phủ, thương, cung, kiếm. Số sao trên khí hồn càng nhiều thì càng mạnh, Mộng Giao có thể thức tỉnh ra phủ hồn hoặc là đao hồn tứ tinh, cũng xem như là thiên tài rồi. Mộc Giao ta đã suy nghĩ, phân tích muội có thể thức tỉnh ra đao hồn hoặc phủ hồn tứ tinh đấy. Vậy ư, giá như muội có thể thức tỉnh đao hồn thì tốt biết mấy, muội đã mơ rằng mình thức tỉnh đao tổ, đao hồn cường đại. Thế gian này lấy đao vi tôn làm hổ thẹn, muội nói xem, những người kia đã thức tỉnh kiếm hồn sẽ biến thành dạng gì chứ? Căn cứ theo như Thiên Đạo Quyền nói, muốn tu luyện đại thiên đạo thì phải thức tỉnh kiếm hồn, nếu thức tỉnh khí hồn khác sẽ không tu luyện được. Kiếm giả là một tồn tại sỉ nhục nhất, ai mà thức tỉnh khí hồn khác sẽ bị mọi người chà đạp. Sở Mộng Giao muội, xem thường nhất là loại này, muội gặp kẻ này thì muội sẽ giết. Tại sao muội lại muốn giết họ? Khi nhìn thấy họ muội nghĩ đến con rán, chỉ muốn dẫm chết. Không ngờ trong lòng muội ấy kiếm giả thấp kém như vậy. Đại hội diễn võ đã đến, mọi người hào hứng đi xem. Trưởng lão và tứ đại gia tộc đang xảy ra cuộc cãi vã, tranh chấp nhau. Người tiếp theo, Sở Giao nàng không ngờ mình có thể thức tỉnh được đao hồn, mọi người xì xào bàn tán. Người kế tiếp, Sở Mục chàng quyết tâm phải thức tỉnh kiếm hồn cho dù là khí hồn nhỏ nhất, chàng kinh ngạc khi phát hiện đó là cửu tinh đao hồn. Xích Long Bàn Tuyền, Long Ngâm Quán Nhĩ, đây là hiện tượng cửu tinh đao hồn dáng thế mà, thật đúng là thiên tài. Mọi người không ngờ lại có hiện tượng Xích Long Bàn Tuyền. Theo như sử sách, người thức tỉnh được cửu tinh đao hồn là từ hơn ngàn năm trước rồi, thế mà hôm nay lại xuất hiện ở Sở Gia. Khiếp thật, Sở Mộng Giao đạt tứ tinh đao hồn, đã được các đại tông môn tranh giành nhau rồi, thế chín viên này chẳng lẽ là thần luôn sao? Không ngờ Sở Mục lại có thiên phú bá đạo như vậy, đây mới là người xứng đôi với Sở Mộng Giao ta chứ. Sở Giao nhớ lại hồi nhỏ đã muốn gả cho Sở Mục rồi. Sở Mục chỉ muốn kiếm hồn, không ngờ lại thức tỉnh đao hồn. Cho dù đao hồn mạnh đi nữa nhưng trên người mình cũng có khác gì phế hồn đâu. Hình như trong cơ thể có hạt giống khí hồn thứ hai, tức là vẫn còn cơ hội thức tỉnh lần nữa. Rồi chàng thức tỉnh lần hai, mọi người kinh ngạc khi thiên sinh song long Xích Thanh cùng tồn tại. Sở Mục đã thức tỉnh cửu tinh song khí hồn ngàn năm có một, trời phù hộ Sở Gia ta, ha ha ha. Hôm nay hai đao hồn lại đều đến từ Sở Gia ta, các ngươi vừa nãy đắc ý lắm mà, sao bây giờ im lặng thế? Nghe nói thiên phú song khí hồn này, ở Đại Võ Quốc chưa ai có được, Sở Mục có thể thức tỉnh thì chắc sẽ tiến được vào Hoàng Thất Đại Võ thôi. Nhưng đáng tiếc, một khí hồn khác của hắn lại là kiếm hồn yếu kém nhất. Nếu hai hồn khí đều là đao hồn cửu tinh thì hắn có thể trực tiếp được chiêu mộ vào đại tông môn của Đại Võ đấy. Thiên Đạo Quyền đang từ từ giải thích, tiểu tử ngươi chỉ cần đao hồn cúng tế kiếm hồn, thì kiếm hồn của ngươi sẽ đột phá lên thập tinh. Tỷ lệ thất bại là 90%, khi mà thất bại sẽ khiến cho người đó tử vong. Hừ, nếu không đạt được thì Sở Mục ta tình nguyện làm một người chết. Ta sẽ ra một quyết định quan trọng, muội vẫn ủng hộ ta chứ? Đương nhiên rồi, dù huynh làm gì ta vẫn mãi ủng hộ. Chàng bóp vỡ rồi hợp lại với nhau. Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao có sức mạnh đáng sợ thế? Dần dần ổn định trở lại, kiếm hồn của chàng đã đột phá thập tinh, sẽ ngưng tụ thành một viên hồn cực tinh. Chàng vui mừng khi biết mình đã thành công. Mọi người chưa thấy bao giờ nghĩ rằng đã thất bại, đang sỉ nhục Sở Gia. Cho dù Sở Mục là phế vật thì cũng không ảnh hưởng đến Sở Gia ta đâu. Đừng quên còn Sở Giao phú tứ tinh hồn của con bé, chắc chắn sẽ giúp Sở Gia ta bật lên. Mọi người cho rằng Sở Mục đã trở thành phế vật rồi, bắt đầu sỉ nhục chàng. Nghe vậy, Sở Gia muốn hủy bỏ hôn sự để không phá hủy thanh danh của con gái. Sau đó liền gọi Sở Giao, thì thầm tai nàng. Khi Sở Mục thu hồn xong, chạy đến chỗ nàng, vỗ vai, khen thiên phú của nàng rất tốt,
Sau này chúng ta sẽ cùng nhau tu luyện. Sở Giao đánh vào bàn tay, bảo rằng đừng dùng bàn tay đã chạm vào nhất kinh kiếm hồn đó chạm vào nàng. Thật ghê tởm. Sở Mộng Giao dùng đôi mắt ghét bỏ quét qua người Sở Mục khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Cô không hề kiêng nể, thẳng thắn bày tỏ thái độ. Suy cho cùng, trong thế giới của hai người bọn họ, phàm là nam nhân thì đều thích những người con gái có nhan sắc, còn nữ nhân thì sẽ bị những chàng trai có năng lực đao hồn mạnh nhất thu hút. Ấy thế mà Sở Mục bây giờ thức tỉnh năng lực khí hồn cấp 1 không bằng một tên canh cửa cho nhà tứ đại gia tộc. Trong mắt Sở Mộng Giao tràn ngập sự khinh miệt và bất mãn dành cho hắn. Sở Mục ôm lấy cô, giọng đầy phẫn uất, hắn muốn hỏi rõ người con gái đã từng hứa sẽ ủng hộ mọi quyết định của hắn, bất luận đúng sai, không lẽ tất cả chỉ là một lời nói dối. Sở Mộng Giao nhếch miệng cười, đối với cô, Sở Mục chỉ như một món đồ để cô lợi dụng. Trước kia bởi vì hắn có một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, cho nên khi ở bên hắn cô sẽ có một nguồn tài nguyên tu luyện vô cùng tốt. Còn bây giờ nhìn lại tên phế vật vô giá trị này, khiến cô muốn đá hắn đi càng nhanh càng tốt. Sở Mục nhìn vào người con gái trước mặt như thầm đoán biết được những suy tính trong đầu cô. Hắn đau lòng khi biết vị trí thực sự của bản thân trong lòng Sở Mộng Giao, đứng yên tại chỗ như người mất hồn. Thấy vậy, Thiên Đạo Quyển từ trong người hắn hiện thân, nó dùng giọng nói đầy thương xót an ủi hắn. Hắn nhìn Sở Mộng Giao, trong giây lát trầm ngâm nói, ngày hôm nay cô quyết định vứt bỏ hắn, mong mai sau quyết định này sẽ không khiến cô hối hận. Sở Mộng Giao cười lớn nói, cô ta chưa bao giờ hối hận về quyết định của bản thân. Cả hai xoay người rời đi. Sở Mục nhìn về con đường phía trước, lòng thầm nghĩ, thì ra hắn và Sở Mộng Giao ngay từ đầu đã không thể chung đường, bấy lâu nay là hắn tự mình đa tình rồi. Đang mải suy nghĩ miên man, bỗng hắn bị tiếng gọi với theo từ phía sau khiến bản thân quay trở về thực tại. Là Doãn Lạc, theo giao hẹn giữa hai người mỗi ngày cô đều tìm đến hắn để cùng nhau luyện tập. Hắn nhìn cô buồn bã thuật lại những chuyện vừa xảy ra, giờ đây hắn không còn là Mục ca ca sở hữu đao hồn mạnh mẽ, hắn chỉ là chủ nhân của luồng kiếm hồn cấp 1, bị mọi người khinh miệt mà thôi. Doãn Lạc chạy đến ôm lấy cánh tay hắn, kéo hắn hướng đến địa điểm luyện tập của hai người. Cô cười thật tươi, cô nói cô không quan tâm hắn hiện tại thực lực có bị người khác coi khinh như thế nào. Thứ cô mong muốn chỉ là ngày ngày cùng Sở Mục luyện tập. Sở Mục vươn tay xoa đầu Doãn Lạc, trái tim chàng thiếu niên khẽ rung lên một nhịp. Ngay bên cạnh hắn thì ra vẫn còn có một Doãn Lạc luôn kiên trì, mang theo mình trái tim thuần khiết đến như vậy. Thiên Đạo Quyển nói với hắn đây mới chính là người mà hắn nên trân trọng. Hắn cười tươi giữa ánh chiều tà dắt tay Doãn Lạc cùng dạo bước. Lúc này Liễu Vân Đốn, con trai của Liễu Gia đã có mặt tại Sở Gia cùng lễ vật bao gồm 10 bình ngưng khí tán, 100 món binh khí phàm phẩm trung cấp, 1 vạn lượng bạc trắng để xin hỏi cưới Sở Mộng Giao. Trong khi Sở Đình Sơn còn đang suy tính hòng đòi thêm của hồi môn thì Sở Mộng Giao đã lập tức đồng ý mối liên hôn này. Theo đánh giá của cô ta, lấy được Liễu Vân Đốn, không chỉ được gả vào nơi môn đăng hộ đối mà cô còn có thể dựa vào năng lực Liễu Gia, thuận lợi tiến bước trên con đường trở thành cường giả. Liễu Vân Đốn không ngờ Sở Mộng Giao lại nhanh chóng đồng ý đến như vậy, hắn mừng thầm trong bụng, ngay lập tức xin phép lui về tiến hành chuẩn bị hôn sự giữa hai người. Liễu Vân Đốn toan rời khỏi thì phía sau hắn nghe được tiếng Sở Mộng Giao nức nở, khiến hắn hốt hoảng quay đầu ra sức hỏi han. Liễu Vân Đốn tiến lại dỗ dành, không ngừng an ủi, thăm hỏi mỹ nhân. Sở Mộng Giao thấy vậy, không chuyển sắc mặt, dùng khuôn mặt dầu dĩ xen lẫn giọng điệu bi ai, bịa ra chuyện Sở Mục dựa vào lời đính ước thuở trước, ép uổng cô phải lấy hắn mà không có được sự nguyện ý từ cô. Thực ra trong lòng Sở Mộng Giao đã có suy tính từ trước, cô ta vì muốn giải trừ hôn ước với Sở Mục nhưng không có cơ hội, nên đành dùng kế hòng mượn tay Liễu Vân Đốn giết Sở Mục. Liễu Vân Đốn nghe thấy vậy trong lòng dâng lên một sự khó chịu khó có thể nuốt xuống, hắn hùng hổ hứa hẹn giết chết Sở Mục lấy lại công bằng cho Sở Mộng Giao. Ngoài mặt tỏ ra cực kỳ khó xử, nước mắt thành dòng nhưng trong lòng Sở Mộng Giao cực kỳ vui mừng. Cuối cùng đã có người thay cô diệt trừ đi sự dính líu với cái tên vô dụng như Sở Mục. Cuối cùng cô cũng có thể cứ như thế thuận lời trở thành con dâu nhà hào môn. Ở một diễn biến khác, Doãn Lạc đang giúp Sở Mục luyện tập. Suy cho cùng cô là đệ tử Vô Vọng Tông, đao hồn cấp 5, tu vi đã đạt đến tầng 7 nguyên khí cảnh, lần nào luyện tập cùng cô hắn cũng trở nên te tua. Sở Mục phụng phịu, quần áo tơi tả, khuôn mặt sưng vù, thân thể bầm dập ai oán than vãn. Doãn Lạc cười dịu dàng cầm kim sang tán trong tay, đỡ hắn dậy, đưa cho hắn. Hắn đưa tay đón lấy bình dược liệu từ tay cô, một hơi đưa thẳng lượng dược liệu vào miệng, dốc xuống nuốt trọn. Đây là thứ dược liệu quý nhưng lại ở dạng bột rất khó uống. Nếu có thể hắn muốn tự mình điều chế ra loại dược liệu quý này ở dạng lỏng, cho dễ uống. Thấy vậy Thiên Đạo Quyển liền có ý muốn giúp Sở Mục, gợi ý đem dược tán luyện thành đan dược theo phương pháp thủ công. Nó đưa cho Sở Mục một bức tranh lò luyện đan, nếu như có thể chế tạo ra thì sẽ dạy cách luyện. Sở Mục thắc mắc không biết lấy mấy thứ này ở đâu ra, Thiên Đạo Quyển khoe khoang về sự lợi hại của mình suýt thì lỡ mồm lộ mất bí mật. Cùng lúc đó tiếng nói của Doãn Lạc cắt ngang. Doãn Lạc tặng đoàn cốt thảo cô cất công chuẩn bị cho Sở Mục đem về ngâm mình, nhằm tăng hiệu quả của việc rèn luyện.
Sở Mục thấy món quà thì sáng mắt lên bởi giá trị của nó quá lớn. Một cây đoàn cốt thảo có giá 100 lượng, cả một gói như thế tính ra cũng khoảng 1 vạn lượng bạc trắng. Thiên Đạo Quyền tỏ ra khinh bỉ, muốn nói với Sở Mục chỉ cần hắn đủ mạnh thì bất cứ thứ gì hắn cũng có thể có được. Doãn Lạc tỏ ra mình là một phú bà, nói Mục ca cứ yên tâm mà dùng, mình còn rất nhiều tiền. Ngâm mình trong đoàn cốt thảo có thể phục hồi lại gân cốt bị nứt, nhưng Doãn Lạc còn lo Sở Mục bị đau nên lấy ra một lọ ngọc cốt tán giúp giảm đau. Sở Mục thấy thế thì đơ người bởi bình ngọc cốt tán này cũng có giá lên đến mấy nghìn lượng. Sở Mục cảm thấy mình như đang được bao nuôi. Doãn Lạc thấy vậy khuyên hắn đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm dùng, kẻo mấy ngày nữa tông môn chiêu mộ mà hắn còn bị thương thì không thể phát huy năng lực. Sở Mục trở về, hẹn Lạc Nhi ngày mai gặp lại. Doãn Lạc bất chấp người đời có nghi ngờ thiên phú của Sở Mục, luôn ủng hộ hắn. Có lẽ đây mới chính là người mà Sở Mục nên quan tâm và trân trọng. Sở Mục về nhà đem đoàn cốt thảo Doãn Lạc tặng luyện hóa thành dạng bùn cho vào bồn tắm. Thấy hắn trần trừ, Thiên Đạo Quyền nói không lẽ hắn sợ đau. Sở Mục nghe vậy liền phản bác lại, hắn đường đường là một võ giả luyện thể tầng 10 thì sợ gì chứ, rồi đổ đoàn cốt thảo vào bồn tắm. Giây trước khi hắn đổ vào bồn tắm không có gì xảy ra liền ra vẻ bình thường, giây sau liền gào lên đau đớn. Thiên Đạo Quyền thấy vậy lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, bảo Sở Mục có công mài sắt có ngày nên kim, phải chịu được đau đớn này mới có thể thành cường giả. Hắn nghe vậy liền cố gắng chịu đựng sự đau đớn của xương cốt liên tục gãy đi rồi lành lại. Sở Mục có lẽ vì đau đớn quá mà ngất đi, sáng hôm sau hắn tỉnh dậy đã thành công, thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh. Kiếm hồn lại có thêm một tiểu hồn tinh, hắn không hiểu vì sao liền được Thiên Đạo Quyền giải thích do hắn ngâm thuốc nên đã tiến vào ngưng khí cảnh. Sở Mục vẫn không hiểu vì sao cơ thể vẫn là luyện thể tầng 10. Thiên Đạo Quyền nói hắn khác với người thường, linh lực của hắn hấp thụ không qua đan điền mà trực tiếp vào hồn bản mệnh, sau khi đầy không đột phá cảnh giới mà tăng số kiếm hồn tinh. Thực lực của Sở Mục lúc này tương đương với ngưng khí cảnh tầng 1, thậm chí còn mạnh hơn. Cuối cùng Sở Mục đã hiểu ý của Thiên Đạo Quyền, vậy là thực lực chân chính của hắn không ngừng tăng trưởng theo số lượng hồn tinh. Nhưng người ngoài lại không phát hiện được mà chỉ thấy hắn mãi mãi dừng lại ở luyện thể tầng thứ 10. Hắn chẳng cảm thấy chuyện này có vấn đề gì to tát cả, suy cho cùng hắn cũng không phải người thích khoe mẽ, nên người ta có nhìn hắn như thế nào thì hắn cũng không mấy để tâm. Một người suy nghĩ đơn giản như hắn đâu có hiểu được rằng trong mắt mọi người nếu như hắn vĩnh viễn là một tên luyện thể tầng thứ 10 yếu ớt, như vậy sẽ thu hút rất nhiều người tìm đến hắn khiêu chiến. Hẳn là rất phiền phức, Sở Mục rời khỏi thùng tắm, toan mặc y phục thì phía ngoài vang vọng tiếng la hét inh ỏi. Hắn thoáng khó chịu khi vừa mới sáng sớm, đang yên đang lành đột nhiên bị quấy rối. Vừa mở cửa bước ra đập vào mắt hắn là một tên có khuôn mặt bạm trợn, thực lực ngưng khí cảnh tầng 1, sở hữu phủ hồn xếp hàng thứ 2, là một người lợi hại trong nhóm tiểu bối. Sở Mục còn chưa nói dứt câu đối phương đã lao tới tấn công hắn. Vừa lao tới tên kia vừa hét lớn rằng nhận lệnh tới giết Sở Mục. Tên lạ mặt kia không ngờ được rằng Sở Mục đã đột phá đến ngưng khí cảnh, thân thể nhờ đó cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều. Hắn nhanh nhẹn né chiêu của đối thủ đồng thời nhặt tạm một nhành cây dưới đất làm vũ khí. Tên lạ mặt kia thấy Sở Mục lấy nhành cây để giao chiến với mình, trong lòng dâng lên sự khó chịu vì bị sỉ nhục. Tên lạ mặt ấy càng hăng máu trực tiếp lao vào sáp lá cả. Thanh chùy trong tay hắn còn chưa kịp giơ lên thì Sở Mục đã nhanh hơn một bước, đâm thẳng nhánh cây vào ngực kẻ lạ mặt khiến hắn lảo đảo ngã xuống, sau đó thổ huyết. Hắn không tin vào mắt mình, làm thế nào mà một tên phế vật kiếm hồn luyện thể tầng thứ 10 như Sở Mục lại có một sức mạnh to lớn đến như vậy. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì mũi nhọn của nhánh cây trong tay Sở Mục đã kề trước cổ. Hắn lắp bắp nói không thành tiếng. Đến khi Sở Mục tra hỏi người đứng sau hắn là ai, hắn như hiểu ý, biết tính mạng của bản thân có lẽ sẽ không bị đe dọa, nên đổi sắc mặt khinh khỉnh đáp. Hắn nói việc Sở Mục đe dọa, ép buộc Sở Mộng Giao thành thân đã bị đồn khắp thành. Chính vì vậy có rất nhiều người bất mãn muốn thay mặt cho Sở Mộng Giao giết chết Sở Mục, một trong số đó có Liễu Vân Đốn. Chính Liễu Vân Đốn phái người đến giết Sở Mục, cùng với lý do thay trời hành đạo. Trong lòng Sở Mục cảm thấy vô cùng rối ren, ả tiện nhân Sở Mộng Giao này lợi dụng hắn xong vứt bỏ, sau đó từ hôn thì cũng thôi đi. Bây giờ còn bịa chuyện bôi nhọ thanh danh của hắn đúng là không thể nhẫn nhịn hơn được nữa. Tên lạ mặt trước mắt còn không ngừng dùng lời lẽ nhục mạ Sở Mục. Hắn ra sức tâng bốc Liễu Vân Đốn, nói rằng Sở Mục chỉ là một tên vô dụng. Lúc đầu Sở Mục vốn định tha cho tên kia nhưng có vẻ như sự nhẫn nhịn của hắn đã đạt đến cực hạn. Hắn lập tức dùng nhành cây nhanh như cắt giết chết đối phương. Sở Mục tức giận, hùng hổ đến trước cửa phủ Sở gia làm loạn. Hắn nhất định phải gặp Sở Mộng Giao để đối chất. Hắn không ngừng kêu la, muốn mọi người chú ý khiến Sở Mộng Giao không thể không ra gặp hắn. Khi nghe gia nhân vào thông báo, Sở Mộng Giao liền tức giận. Hắn vậy mà dám làm loạn đến trước cửa nhà cô, là hắn đến tìm cô trước, vừa hay cũng đúng ý của cô. Suy nghĩ một hồi cô ta quyết định nhân cơ hội này một công đôi việc, trước mặt mọi người giải trừ hôn ước cùng Sở Mục. Sở Mộng Giao lập tức tiến về phía cửa phủ, vừa gặp mặt đã không ngừng dùng lời lẽ khinh miệt, một câu phế vật,
hai câu phế vật nhằm hạ nhục Sở Mục. Sở Mục cười khổ nhớ về quãng thời gian trước đây, những ngày mà Sở Mộng Giao còn yêu kiều gọi hắn một cách trìu mến và thân mật. Hắn hỏi cô sao lại có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy. Sở Mộng Giao không khách khí mà nói, đối với cô thái độ dành cho kẻ mạnh và kẻ yếu vốn không giống nhau. Cô nói hắn bớt hồi tưởng những chuyện ngày xưa giữa hai người, tất cả cũng chỉ là quá khứ. Sở Mục lập tức thay đổi sắc mặt, hắn cũng sẽ cho cô biết Mục ca ca của cô đã chết rồi. Hắn sẽ dùng thái độ dành cho những kẻ đáng khinh để đối xử với cô. Sở Mộc lại chỉ tay thẳng vào mặt cô nói to, Sở Mộng Giao hiện vẫn còn hôn ước với ta thế nhưng lại vô liêm sĩ đi cấu kết với công tử Liễu gia. Liễu Vân Đốn, hành sự như vậy là một loại sỉ nhục đối với Sở gia bọn ta. Sở Mộc lại ta tuyên bố, hôn ước giữa ta và Sở Mộng Giao chính thức hủy bỏ. Nói xong Sở Mộc lại cắn đầu móng tay mình, viết bản huyết thư rằng huyết thư làm cớ, thiên địa làm chứng, thần Phật cùng ký, nếu có bội ước, thần hành hủy diệt. Viết xong, hắn đưa bản huyết thư lên trước mặt Sở Mộng Giao, mọi người xung quanh ai cũng há hốc mồm xì xào bàn tán. Tiểu thư đang có hôn ước với công tử mà còn dám gian díu với công tử Liễu gia ư? Sở Mộng Giao ngẩn người một lúc. Cô chợt nghĩ, nếu Sở Mộc lại hủy hôn với ta, vậy danh tiếng sau này còn khó nghe hơn. Hơn nữa chuyện lại chuyện ra ngoài thanh danh của Sở gia cũng coi như xong. Nghĩ xong cô chỉ tay vào mặt đám người ngoài kia quát với giọng hung dữ, các ngươi cút đi cho ta. Tiếng quát lớn làm cho mấy người đang xì xào kia hoảng loạn tách nhau sang chỗ khác. Sở Mộng Giao vẫn chất giọng, ánh mắt đó đôi khi còn có phần dữ tợn hơn, nhìn thẳng vào mặt Sở Mu Si và nói, Sở Mục, ngươi muốn chết đúng không? Anh ta cũng không nhún nhường đáp, Sở Mộng Giao, ngay trước khi ngươi làm những chuyện đó với ta thì cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay chứ, đây đều là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi, không trách ta được. Sở Mộng Giao chỉ thẳng tay vào mặt Sở Mục to giọng, được, vậy cuộc thi ngày mai ta cũng sẽ không nhường ngươi nữa đâu, ngày mai ta muốn ngươi phải đấu với ta một trận. Sở Mộng Giao hậm hực, ngày mai ta muốn tự tay giết chết ngươi để rửa nỗi nhục ngày hôm nay. Sở Mục lại cười nhếch một cái, hợp ý ta lắm, chúng ta cũng đã đến lúc chấm dứt rồi. Hôm sau khi mặt trời đã chiếu sáng khắp trường diễn võ, mọi người đã tập trung đông đủ để theo dõi cuộc thi hôm nay. Cuộc thi nội thành hôm nay cũng là ngày vô vọng tâm chiêu mộ điện tử. Mọi người tham gia ngày hội đang bàn tán rôm rả về cuộc thi, vị trí đệ tử chỉ có một, nghe nói người tham gia quyết đấu gồm có Tần Phong của Tần gia Ngũ Tinh Cung Hồn, Mạc Sơn của Mạc gia Tứ Tinh Thương Hồn, Lâm Hổ của Lâm gia Tứ Tinh Phũ Hồn, còn có cả Sở Mục của Sở gia Nhất Tinh Kiếm Hồn và Sở Mộng Giao của Sở gia Tứ Tinh Đao Hồn. Vậy thì kết quả ai cũng biết rồi nhỉ, Sở Mộng Giao có Tứ Tinh Đao Hồn, Thiên Chi Kiêu Tử, đương nhiên sẽ đứng hạng nhất thành trở thành đệ tử Vô Vọng Tông. Còn cái tên Sở Mục kia kiếm hồn phế vật, đương nhiên thứ rác rưởi kia sẽ là người đầu tiên bị loại rồi. Nói xong, tên áo vàng kêu còn không quên cười, vẻ mặt đắc ý, đã đến giờ thi đấu, lần lượt đầu tiên hai tên lên trước là Sở Mục đấu với một tên tóc xanh. Thường thì trước trận đấu võ sẽ không thể thiếu món khai vị là võ mồm, và trận đấu này cũng không ngoại lệ. Tên tóc xanh khoác lác trước, tiểu tử, với cái thực lực rác rưởi này của ngươi mà đòi thắng ta chắc ha ha. Sở Mục cũng không để yên đáp với giọng hơi trầm, thắng được hay không thì đấu mới biết, nói thì nói thế nhưng Sở Mục lại đang cười nhạt trong đầu, cái tên này đang tu luyện dưới tầng 10, yếu quá đi mà. Phía ngoài võ đài là Sở Mộng Giao đang đứng ở ngoài đắc ý, Sở Mục, ta hy vọng ngươi có thể sống sót đến khi đấu được với ta. Nếu ngươi chết trong tay người khác làm sao ta có thể rửa nhục được. Bên phía trên tên tóc xanh kia còn chưa chịu im, tiếp tục nói khích Sở Mục, không biết sống hay chết, ngươi cứ đem hết vũ khí ra đây, chúng ta quyết chiến. Sở Mục nói một cách nhẹ nhàng hơi đều một chút, vũ khí linh khí thì ta không có nhưng có một cành cây. Nói xong, hắn rút ra một cành cây thật. Xung quanh tất thảy mọi người phì cười thành tiếng, lố hơn là cái tên tóc xanh đó còn nằm lăn ra dưới đất ôm bụng vừa cười vừa nói. Sở Mục ngươi đúng là phế vật mà, chỉ cầm một cành cây đến thi đấu, ngươi đang lấy tính mạng mình ra làm trò đùa đó hả? Sở Mục lại cau mày, giọng có hơi nghiêm, ta dám khẳng định, cho dù ngươi có dùng điêu cung thì cũng thua dưới cành cây của ta thôi. Lúc này hắn trưng ra đôi mắt sắc lẹm nhìn tên tóc xanh. Tên tóc xanh đứng dậy rút ra một xe, cung kéo dây thật căng và hô rõ to, phế vật hôm nay ngươi phải nếm trải mùi vị cái chết, sau đó thả tay. Mũi tên bay vun vút về phía Sở Mục lại, tên áo xanh lại cau mày với vẻ mặt hoang mang. Tại sao hắn ta lại không né? Hắn muốn chết thật sao? Lúc này Sở Mục đột nhiên xuất hiện sau lưng tên tóc xanh, rồi Sở Mục liền dùng cành cây đánh ngã tên tóc xanh. Quan Chu Sự thấy vậy nói to. Trận chiến này Sở Mục thắng, ông ta cũng giật mình. Sở Mục này chỉ là nhất kiếm hồn và luyện thể tầng 10 thôi mà đã có thể một kích tất sát rồi. Bên dưới mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, tiếng bàn tán lao xao ở dưới vẫn không tin Sở Mục có thể thắng một cách nhanh chóng. Vừa xảy ra chuyện gì vậy, sao chỉ trong chớp mắt mà Trần Phong bị hạ gục rồi? Trần Phong đúng là quá bất cẩn rồi. Quay phát qua Sở Mộng Giao, có vẻ ta đánh giá thấp ngươi quá rồi nhỉ. Trận đấu tiếp theo là Mạc Sơn Mạc Gia đối chiến với Lâm Hổ Lâm Gia.
Phút chốc Lâm Hổ đã nhanh chóng hạ gục Mạc Sơn một cách nhanh chóng. Bầu không khí bỗng chốc trở nên náo loạn, mau chạy hết đi mọi người, cẩn thận không rơi trúng đầu. Dưới đất ầm một tiếng, Mạc gia đã thất bại. Ha 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 ha, người chiến thắng lần này Lâm Hổ, mau khiêng xuống đi, gọi đại phu nhanh lên thì còn có cơ may cứu chữa. Trận tiếp là Sở Mục đối chiến với Lâm Hổ. Sở Mục chỉ thẳng tay vào Lâm Hổ cười tỏ vẻ đắc ý, để ta thử xem nhà ngươi thế nào nhé. Xung quanh bắt đầu dồn về phía trên đài, lúc này vẻ mặt Lâm Hổ hiện ra vẻ khinh thường mà chế nhạo. Hắn ta cười và nói, ban nãy phế vật Mạc Sơn đã bị ta nện cho một dìu, ta đoán là hắn cũng bị phế rồi, ngươi thấy sợ chưa? Chắc ngươi sợ ta lắm rồi chứ gì, ta chỉ sợ là ngươi sẽ không chém chúng ta rồi bị tức chết đi thôi ha ha ha. Cạn lời, đúng thật là không biết nói gì với tên kiêu ngạo như hắn rồi. Sở Mộc bèn đáp lại, sợ, sợ lắm chứ, ta chỉ sợ là nhà ngươi không chém chúng ta rồi lại bị tức chết mà thôi nhỉ. Lâm Hổ khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ mà quát tháo nói, rõ yếu thì đừng ra gió, cứ chờ xem, ta sẽ khiến cho ngươi chết thật là khó coi. Lúc sau Thiên Đạo Quyển xuất hiện mà cảnh cáo với Sơ Mục, tên tiểu tử nhà ngươi, cái tên Lâm Hổ này là phủ hồn đấy, sức mạnh vô cùng đáng gờm, đừng coi nhẹ hắn. Vẻ mặt đã khác, Sơ Mục hình như hoang mang, ý của ngươi là sao? Thiên Đạo Quyển nói tiếp, ngươi một chiêu giết hắn đi. Hóa ra vậy, Sở Mục nhìn qua Thiên Đạo Quyển hiểu ý, ở dưới đông nghẹt nôn nao háo hức trước trận đấu sắp diễn ra. Bỗng lại có bóng dáng của Lạc Nhi đang chen chúc, Mục ca, cố lên nhé. Trận đấu chính thức bắt đầu, bầu không khí náo nhiệt đã quay trở lại, mọi người không ngừng xôn xao ồn ào, cố lên cố lên. Vẻ mặt của Sở Mục hiện rõ vẻ đắc thắng kiêu ngạo mà nhìn cái tên Lâm Hổ kia.